Bạn thân mến, chào mừng bạn đến với Túp Sao Hoa và ngay sau đây sẽ là những thông tin thú vị có trong ngày. Làng giải trí Hoa ngữ 3 tháng đầu năm diễn ra vô cùng sôi động với một loạt các dự án từ cổ trang đan mỹ cho đến ngôn tình hiện đại nối tiếp nhau lên sóng và nhận được sự đánh giá cao từ phía khán giả. Và sắp tới đây sẽ có 5 bộ phim cổ trang được lên sóng và hứa hẹn tạo sự bùng nổ. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm tên những bộ phim này nhé. Thứ nhất, Mộ Nam Chi. Đầu tiên phải nhắc tới bộ phim Mộ Nam Chi do Cúc Tịnh Y và Tăng Thuấn Hy đóng chính, khai máy từ tháng 7 năm 2020 và sau 4 tháng quay phim, theo tiết lộ từ nhà sản xuất, đến nay tác phẩm đã hoàn tất và chỉ đợi ngày phát sóng. Mộ Nam Chi được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Chi Chi, nội dung phim xoay quanh chuyện yêu hận kéo dài hai kiếp giữa quận chúa Khương Bảo Ninh do Cúc Tịnh Y đảm nhiệm và chàng cẩm vệ quân Lý Khiêm do Tăng Thuấn Hy đóng. Dù ở kiếp nào thì nam chính cũng dành tình cảm cho nữ chính, anh thậm chí từ bỏ cả Giang Sơn hy sinh vì nàng. Ngay từ thời điểm đoàn làm phim tung ra tạo hình của nam nữ chính, dân mạng đã không ngớt lời khen ngợi nhan sắc của Cúc Tịnh Y và Tăng Thuấn Hy. Tuy nhiên thì nếu như khả năng diễn xuất của nam chính khiến người ta phần nào yên tâm, thì mỹ nữ 4.000 năm lại làm người ta lo lắng. Bởi trong năm 2020, cô đã góp mặt liên tiếp trong hai bộ phim là Thư Sinh Xinh Đẹp và Như Ý Phương Phi, song lại bị chê diễn xuất vô hồn, trang điểm lố, sợ xấu khi lên sóng. Thứ hai, Ngộ Long. Bộ phim Ngộ Long sẽ là màn hợp tác của cặp chị em chênh nhau 6 tuổi Vương Hạc Đệ và Trúc Tự Đan. Đây là tác phẩm được chuyển thể từ một trò chơi điện tử cổ trang tiên hiệp nổi tiếng. Trong đó thì Vương Hạc Đệ sẽ đảm nhiệm vai Uất Trì Long Viêm, là truyền nhân duy nhất của dòng tộc. Tuy đẹp trai là thế nhưng về mặt tình cảm nam chính lại không có kinh nghiệm. Thêm nữa thì anh còn có bản tính hiếu kỳ, thích nghe hí văn và đam mê khám phá cuộc sống. Trong khi đó thì Trúc Tự Đan sẽ đảm nhận các nhân vật là Lưu Huỳnh, Nguyễn A Du, Phong Trần Nguyệt, Cố Khánh Yên. Nữ chính được ca ngợi có tấm lòng lương thiện kiên cường, cô vì cứu được Uất Trì Long Khiêm nên đã cùng anh trải qua mối tình tam sinh tam thế. Trong những hình ảnh giới thiệu mà đoàn làm phim hé lộ thì nhân vật của Vương Hạc Đệ gây chú ý với trang phục áo giáp màu vàng, mái tóc bạc cùng đôi mắt cương nghị, còn Trúc Tự Đan nổi bật với ánh mắt thông minh, vui tươi đem lại cảm giác dễ chịu cho người nhìn. Chắc hẳn bộ phim Ngộ Long sau khi ra mắt sẽ không làm những người yêu mến trò chơi này thất vọng. Thứ ba, Thanh Trâm Hành. Một trong những bộ phim được mong chờ nhất chính là Thanh Trâm Hành, được cải biên từ cuốn tiểu thuyết Trâm Trung Lục. Lấy bối cảnh thời nhà Đường, tác phẩm xoay quanh câu chuyện về mối quan hệ yêu hận giữa cô gái thông minh Hoàng Tử Hà và vị vương gia Lý Tư Bạch. Vì hoàn cảnh gia đình đưa đẩy, cặp đôi đã gặp nhau cùng hợp tác giải mã nhiều vụ kỳ án. Trong lúc đó thì họ cũng thấu hiểu và dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Thanh Trâm Hành có lẽ là tác phẩm cổ trang thứ hai của Dương Tử kể từ sau khi cô gây bão với Hương Mật Tựa Khói Xương. Đặc biệt hơn nữa thì đây chính là bộ phim truyền hình đầu tiên mà Ngô Dược Phàm đóng chính. Theo netizen xứ Trung thì chắc hẳn kịch bản phải hấp dẫn đến mức nào đó mới có thu hút sự chú ý của nam diễn viên. Theo dự kiến thì bộ phim sẽ lên sóng vào tháng 6 năm 2021. Thứ tư, Thiên Cổ Quyết Trần. Thiên Cổ Quyết Trần được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Thượng Cổ của tác giả Tỉnh Linh. Ngay từ khi có thông tin tác phẩm nổi tiếng này được dựng thành phim, màn kết hợp của Châu Đông Vũ và Hứa Khải càng được nhiều khán giả mong đợi hơn. Nội dung của Thượng Cổ kể về câu chuyện tình yêu của hai trong bốn vị thượng thần được cho là có thật ở thế giới cổ đại. Trong đó thì Tam Kim Ảnh Hậu Châu Đông Vũ đảm nhiệm vai Thượng Cổ, còn Hứa Khải vào vai Bạch Quyết. Mặc dù cặp đôi đã trải qua nhiều lần luân hồi ngược luyến vẫn giữ mối duyên phận sâu nặng. Thứ năm, Trần Duyên. Nếu như bốn bộ phim kể trên đều là sự kết hợp của các diễn viên thuộc thế hệ 9X thì Trần Duyên lại đặc biệt hơn cả. Bộ phim này sẽ do hai ngôi sao 8X là Angelababy và Mã Thiên Vũ đóng chính. Trong khi các đồng nghiệp cùng tuổi được cho là không còn phù hợp để đóng thể loại cổ trang sủng ngọt thì hai diễn viên vẫn nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả. Nguyên tác của Trần Duyên là tiểu thuyết cùng tên của tác giả Yên Vũ Giang Nam. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu truyền kiếp của nhân vật Trương Ân Ân và Kỷ Nhược Trần. Có một viên đá vuông xanh ở bờ thiên hà vì nghe một vị tiên tuần giới tụng kinh ngàn vạn năm mà tu thành tiên. Thế nhưng vì vô tình để một tiểu yêu lọt xuống trần giới mà bị kết tội, giáng xuống trần thế, còn vị tiên nhân tuần giới kia cũng bị loại khỏi hạng tiên. Trước khi rơi vào vòng luân hồi, cả hai đã cùng hẹn ước trăm kiếp. Trần Duyên cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của dòng phim cổ trang của bà xã Huỳnh Hiểu Minh kể từ sau Cô Phương Bất Tự Thưởng. Tuy diễn xuất của Angelababy còn nhiều tranh cãi nhưng netizen vẫn đặt niềm tin bởi đạo diễn của bộ phim này là Trịnh Vĩ Văn, người từng đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở nên nổi tiếng với siêu phẩm Trần Tình Lệnh. Vậy còn đối với các bạn thì các bạn đang mong chờ bộ phim nào nhất và đừng quên chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.